Chào anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách điều trị gà nó bị bệnh loét miệng do Trichomonas. Thì cái bệnh này cũng phổ biến lắm, nhưng mà nhiều anh em không biết kêu là cái bệnh gì. Nhiều anh em cứ ngỡ là nó là cái đẹn, nhưng mà thật ra nó không phải đẹn. Mình trị theo cái phác đồ của đẹn bị nấm á, nấm đẹn á, nhưng mà nó không hết. Thì trong quá trình đi điều trị cái bệnh gà thì mình cũng gặp nhiều con nó bị như thế bệnh bệnh này. Cái đặc trưng nhất của cái bệnh này á là nó đặc trưng, nhưng mà nó cái thời gian ban đầu nó bị bệnh á là cái triệu chứng đặc trưng là con gà nó uống rất là nhiều nước, nó tiêu chảy hoặc là nó ăn không tiêu. Nó ăn không tiêu rồi sau đó con gà nó mới bị bệnh nặng lên, rồi nó sẽ trong cái cuống họng của nó sẽ có nhiều cái nốt giống như nó bị thúi á, bị thúi ở chỗ cuống họng, nó sẽ nuốt thức ăn nó không được. Mình cho lúa nó không ăn, chỉ nó ăn được cơm thôi, tại vì nó có nhiều cái nốt nó ăn sâu vô cái cuống họng luôn, nó bị thúi luôn chứ không phải là giống như bị nấm bị đẹn, mà nó có cái mấy cái mảng trắng thôi. Nấm đẹn nó chỉ có mấy những cái mảng trắng thôi, nó không có gây thúi thịt, nó không có gây hoại tử cái thịt. Thì nếu mình điều trị không chính xác thì nó sẽ không có hiệu quả. Thì nhiều anh em thú y cũng không có nghiên cứu kỹ về cái bệnh này, nhưng mà mình gặp rất là nhiều đó. Nếu mình điều trị theo phác đồ nó không đúng thì nó sẽ con gà nó sẽ gút từ từ, nó sẽ chết, nhưng mà nó chậm chết lắm, nó sẽ gút từ khoảng 10 ngày tới nửa tháng trở lên đó, nó mới chết thôi. Con gà nó ốm, nó mất trí từ từ. Thì cái bệnh này nó có nhiều cái thể lắm, cái thể bệnh nặng á, cái trường hợp bệnh nặng á thì con gà của mình nó mới có cái triệu chứng là nó gây cái thúi thịt ở ngay chỗ cái diều, cái cuống họng á, hoặc là trong cái ruột của nó cũng có mấy cái nốt màu sần sần sần, màu màu vàng trắng đó. Còn đối với mấy trường hợp nhẹ thì nó chỉ uống nước nhiều với là tiêu chảy nhiều, và con nó ăn không tiêu, và con gà nó bị sụt ký thôi đó. Nặng nó mới bị thúi thịt, nó bị hoại tử thịt. Thì nó đặc biệt nữa là con khi mà trường hợp nặng nó bị thúi thịt đó, thì cái hơi thở của con gà rất là thúi đó. Mình lại mình dập cái miệng nó ra rất là thúi, là nó bị cái trường hợp nó bị cái bệnh này. Cái này mình phân biệt đối với bệnh nấm đẹn á, nãy mình có nói nấm đẹn là nó chỉ có một lớp cái mờ đục ở trên cái diều thôi, hoặc là ngay chỗ cuống họng thôi. Cái này nó ăn sâu, nó ăn khuyết vô luôn, nó làm cho con gà nó nuốt thức ăn không được, nó bị rất là đau. Khi mà anh em những cái con nó mới bị á, nó uống nước rất là nhiều nha, và nó cũng tiêu chảy rất là nhiều, nhưng mà toàn nước thôi. Thì anh em cần mà mình cần mà liên hệ với cái bệnh này thì mình cần nghiêng về cái bệnh này nhiều hơn. Để điều trị cái bệnh này á thì mình sử dụng cái thuốc là Canxit của công ty Vimedim. Đây là cái thuốc này, nó thành phần của nó là canidazole, thì nó trị bệnh viêm loét miệng ở chim cảnh bồ câu gà. Thì đối với mà con gà nhỏ thì mình cho uống nửa viên, còn đối với con gà lớn thì mình cho uống một viên, chỉ cho uống một liều duy nhất. Thì đối với những cái bầy mà nó có một hai con bệnh thì anh em phải cho uống là tất cả các con còn lại ở trong đàn luôn, để nó tránh cái mầm bệnh, nó tránh cái tồn đọng, hoặc là nó lây ngược lại những cái con mà mình đã điều trị nó hết rồi á, thì mình phải là cho uống những cái con còn lại ở trong đàn luôn. Thì anh em cho uống cái này để tăng cái hiệu quả điều trị á, thì anh em có thể chích thêm cái alpha chymosin này. Cái mục đích là mình chích thêm thêm cái này á là nó
nó tiêu viêm, nó nhanh tiêu những cái vết viêm đó, cái vết hoại tử đó đó. Thì mình chích thêm cái này cho nó. Đó. Thì cái liều lượng á, thì anh em tiêm 1C 5kg, đối với gà thì 1C 5kg, cái alpha chymotrypsin. Còn đối với những anh em mà mình không phân biệt được cái bệnh viêm loét miệng cho do Trichomonas này với cái bệnh nấm á, thì anh em xài cái kết hợp hai thứ luôn. Đầu tiên á, là mình cho uống một viên này đó, một viên này một lần duy nhất. Rồi sau đó những cái ngày còn lại thì anh em nhỏ cái thằng Nita nè, chị nấm diều, nấm phổi nè, nấm họng, đẹn miệng, thì mình kết hợp hai thứ luôn. Nếu mình không phân biệt được đó là đẹn miệng hay là do cái bệnh viêm loét miệng do Trichomonas, để tăng cái hiệu quả thì mình xài hai thứ luôn. Mình xài cái này trước rồi sau đó 4-5 ngày sau mình tiếp tục mình nhỏ cái UV Nista này. Còn nếu mình đã xác định đó là cái bệnh do viêm loét miệng do Trichomonas thì mình chỉ xài hai cái loại này để nó tăng hiệu quả điều trị. Cái này, hai thứ này cũng của công ty Vimedim hết, nó rất là thịnh hành, cũng rất là dễ mua. Cuối cùng thì cảm ơn em đã theo dõi cái video. Nếu thấy hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh.